Hello mọi người Hôm nay Trung Thanh Ado sẽ làm một cái clip Để nói về một vấn đề Mà mọi người mà muốn uh, tìm hiểu Muốn học được một cái khóa um, Để mình uh, setup âm thanh uh, Thiết bị của mình thì uh, Và thiết bị của khách hàng thì Mình có muốn uh, đi uh, để kinh doanh Để buôn bán à, Thì hôm nay mình nói cái vấn đề là học Anh em nào mà học Thì uh, mọi người uh, xem hết cái clip này nha thì cái khóa học này thì nó gồm là bắt đầu là học online thì 5 ngày Còn những cái vấn đề sau mọi người không có hiểu, chưa biết thì mọi người có thể hỏi miễn phí Tức là mọi người có thể không hiểu vấn đề gì thì mọi người sẽ hỏi mình Thì bên mình có nhân viên kỹ thuật có tất cả những phòng hỗ trợ cho mình là làm được thiết bị đó, ok Thì đầu tiên, đầu tiên thì mình cho mọi người xem, mình học những cái thứ này này thì cái một mọi người biết đó là học cái khóa học này à, là mọi người là học phí là 3 triệu 3 triệu nha thì giống như là khi nào mình không hiểu vấn đề gì mình có thể hỏi bên mình, mình có những người kỹ à, thuật về phần cứng phần mềm các kiểu để mọi người hỏi để trả lời cho mọi người thì bây giờ à, cho mọi người xem nghe bắt đầu mình học cái gì OK rồi đầu tiên thì mọi người học cái cơ bản cơ bản về là tìm hiểu à, tìm hiểu về tìm hiểu về thiết bị à, thiết bị à, thiết bị âm thanh thiết bị âm thanh là gồm những gì ví dụ như là man nè ví dụ ví dụ như mọi người man nè phải không man là chạy công nghệ như thế nào à, cách nhìn nhận à, rồi nó nhìn khoảng tầm khoảng bao nhiêu bao nhiêu quát à, bao nhiêu quát thứ hai nữa là setup gian số controller mixer số uh, rất là nhiều loại ví dụ như là đây gian số 7, gian số uh, chính hãng à, tất cả nha thì những cái gian số này thì nếu mà trong cái cửa hàng mình có mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hết và cái nào mọi người không biết thì mọi người vẫn hỏi được bình thường đủ loại dân số nha, tức là dân số nào mình cũng setup được, ok cho mọi người. khi mọi người đi làm, mọi người không hiểu thì mọi người có thể hỏi, mọi người có thể hỏi uh, mình có nhân viên, um, mình có uh, kỹ thuật để trả lời hoặc là mình trả lời cho mọi người. từ dân số x5 trở lên thì đa số hiện tại thì mọi người biết là trong gia đình mình sử dụng dân số rất là nhiều, rồi cho lên sơ số các, các các loại nha. Nhiều người muốn biết cái vấn đề gì thì mọi người hỏi Rồi, xong mình đã nắm được cái cơ bản của tất cả cái này bắt đầu mình chuyển qua là cái, cái phần kỹ thuật kỹ thuật thì uh, mọi người muốn sử dụng phần mềm ví dụ smart bên mình vẫn cài cho mọi người uh, smart cài hướng dẫn mọi người sử dụng phần mềm này là yêu cầu mọi người phải có sao à, Phải có sao cạn để cái này thiết bị là để kiểm tra âm thanh nó giống như là bác sĩ mà có cái máy đo vậy mọi người à, bác sĩ mà có cái máy đo vậy đó để cho mình biết được là ờ ừ, cái hệ thống âm thanh này thiếu gì dư gì mọi người cái này là không phải cái đồ mà mà, mà thuốc chữa bệnh nha cái này là cái máy khám thôi cái máy test gì đó kiểm tra được à, kiểm tra được nó bị như thế nào nó như thế nào Rồi phần mềm uh, Submart phần mềm này là mô phỏng mô phỏng để cho mình biết cái hệ thống âm thanh uh, âm thanh nó như thế nào ví dụ như lệch bao nhiêu độ như độ là bao, nhiêu bao nhiêu uh, giảm bao nhiêu người ví dụ như là mình nếu mà mình có cái lo thiết bị nào lo nào mà đã có file rồi mình vô đây mình mô phỏng yeah, bên Titan sắp có là ba cái model để có cái 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 file này các mọi người rồi mọi người nào mà có điều kiện mà mua mua cái uh, phần mềm phần mềm guitar đây mọi người nào có điều kiện mua phần mềm guitar uh, tốn phí như là 3 triệu 3 triệu tư 3 triệu rưỡi gì đó thì mình sẽ hướng dẫn cơ bản cho mọi người sử dụng cái guitar này uh, ok cho khóa học này nha cái này là đi sâu vào đó mọi người thì uh, khi nào mọi người học cái khóa này xong Mọi người muốn nâng cao nữa thì mọi người cứ hỏi nhắn tin hỏi cho mình Mình sẽ hướng dẫn mọi người từ cơ bản Mình vừa làm vừa học vừa đi làm vừa đi học à, Qua cái đợt dịch này thì mọi người có thể là hết dịch này Mọi người có thể là đi bảo hành bảo trì à, Cho những thiết bị âm thanh, gia đình Hoặc là thiết bị à, à, cho quán à, karaoke, quán bar à, Hay là mình để bảo hành bảo trì Mình à, không biết nhiều nhưng mà bạn bè mình rất là biết nhiều khi nào mà mình không biết cái nào mình không trả lời được câu hỏi mình sẽ hỏi mình sẽ hỏi cái phần mềm guitar này cũng rất là hay mà những người biết là nó nó rất là nặng máy nha phần mềm này yêu cầu là máy nó phải cao cao mà gam phải cao gam hơn 10 g có 12 g đó mọi người phần mềm này chạy là là mọi người là bản quyền đúng mọi người bản quyền nha thật ti phần mềm này rất là ok mà những cái làm nó rất là nặng mọi người thấy khởi động nó dài biết có lâu không máy yếu là chạy xe không nổi đó rất là chậm nha mà phần mềm này rất là chi tiết à, chi tiết nghe mọi người phần à, mềm này rất là chi tiết nay thì mình cũng được học từ thầy bên nước ngoài học là học như, giống như mình học nhau người học online á mọi người học không mềm do á Mềm này nó cũng hay lắm, nó có 8, nó tới 8 bit lần. Wow. Đang sử dụng phần mềm này. Nếu mọi người có khóa này, mọi người nếu có nhu cầu mua phần mềm này, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng phần mềm này nha. Mình hướng dẫn rất là ok. Thì đây là cái cơ bản mình đã nói sơ lược về phần mềm này, cái khóa học này á, là mỗi người là 3 triệu học phí nha mọi người. Được nha. Và nếu mọi người đăng ký thì mọi người ghi thông tin. À, gọi ra tên địa chỉ à, cho mình à, gửi qua tin nhắn cho mình nha Vâng à.